Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên để lại cho Khải một like, một chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Và video này thì Khải sẽ chính thức hướng dẫn anh em cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng của đường môn cửu cung. Cậu nói là đơn giản là đường môn phi tiêu anh em à. Đó, hiện tại bây giờ thì Khải đang trên đảo đây. Và như anh em có coi ở clip hướng dẫn đường môn nỏ thì Khải cũng có trang bị cho mình là một dây chuyền sức mạnh 14 với lại một cái nhẫn sức mạnh 18 để có thể kích cái tiêu. Có thể anh em có, nếu anh em đi theo đường tiêu, anh em sẽ có một cái vũ khí hút và một vũ khí bơ ca, đúng chưa? Đó. Thì Khải sẽ tranh thủ, ví dụ như là bây giờ chúng ta sẽ bớt cái điểm sức mạnh lại, chúng ta sẽ không tăng sức mạnh nha anh em. Đó. Trước mắt thì Khải sẽ kích cái điểm sức mạnh vào xem thử mình có bao nhiêu điểm sức mạnh. Đã bây giờ đây được rồi. Đó. Đấy. Đã bây giờ Khải trên người Khải đang có 52 sức mạnh. Nếu Khải kết được cái gia truyền 14 với lại nhẫn 18, được chưa? Khải có 52 sức mạnh. Mà đỡ chúng ta có thể thay vũ khí ra vào thì chúng ta nhìn vào vũ khí của mình, cái tiêu này, anh em thấy cái tiêu chưa? Hiện tại cái tiêu của Khải đang có sức mạnh 60 thì Khải sẽ tăng vào trong này 60 để có thể thay vô lượng sức mạnh để chúng ta có thể thay vũ khí hút hoặc là vũ khí bơ ca vào. Đó, bây giờ Khải đã đủ mang được vũ khí bơ ca, đúng chưa? Khải sẽ mang vũ khí bơ ca vào. Đó, mang vào thì bây giờ Khải sẽ mang lại sơ đồ của Khải. Nhân chiến kháng cả này. Đó, ok, sơ đồ Khải như thế này. Đó, được chưa? Sơ đồ Khải thì Khải ở server này thì server đồ xanh. Khải trang bị được mình một cái nón phòng thủ này 20. Đai lưng phòng thủ 9, làm chậm 30, dây chuyền kháng cả 6, kháng băng 17. Áo kháng băng thời gian chống độc có cho mình 60 chống độc và 40 chón. 40 chón từ cái dây dòng 1 anh em, để đánh tống kim này. Đó, làm như là phải có một cái chón 40. Không có chón đánh không được tống kim anh em, không được giao tranh luôn. Vô là bị vỏ đạn là chón cái này đứng luôn anh em. Đó, nhẫn thì dòng 1. Sinh lực lực bàn tay. Nhẫn ngọc bội, ok. Và sau khi soi đồ xong thì Khải sẽ bắt đầu hướng dẫn anh em cách tăng điểm của đường môn phi tiêu cựu cung phi tinh. Trước mắt thì chúng ta sẽ đánh thẳng về cái đường kỹ năng trước. Kỹ năng thì tam nhãn là đầu tiên, anh em tăng đầu tiên. Đây là vật âm chống phái của đường môn. Cái này phải đầu tiên anh em, tăng đầu tiên. Đó. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đợi đến skin tán hoa tiêu switch của đường môn. Tăng vào, mát luôn. Sau khi mát chống phái với lại mát tiêu thì mát tiêu switch. Phi tiêu switch thì chúng ta sẽ tìm đến skin phi tiêu 7X. Đây rồi, đoạn hoàng tiêu 7X, tăng mát luôn. Và sau khi máy bay thì chúng ta còn hai skin cuối cùng, đó là tích lực đơn và đường môn âm khí. Thì Khải cũng đã test qua hai cái kill này rồi. Chúng ta sẽ tăng max đường môn âm khí trước nha anh em, để lấy cái sát thương vật lý cao nhất và lực tay nó sẽ tốt hơn. Tại vì tầm này chúng ta chưa max điểm nên là sẽ max đường môn âm khí trước, lấy cho mình 315% sát thương vật lý ngoại công. Và phiên bản này phiên bản thân pháp nha anh em, phiên bản thân pháp nha anh em, nên là chúng ta sẽ tăng thân pháp khá là cao. Còn lại bao nhiêu điểm chúng ta sẽ tăng vào này. Rồi, sau khi bên xong bên kỹ năng, chúng ta sẽ trở về với bên tiềm năng. Tiềm năng chúng ta sẽ dồn cái lực tay của mình tùy theo hiện tại Khải đang mang cái cấp 8 thôi. Nếu mà cái này cấp 10 thì lực tay hiện tại Khải phải hơn 3k2 3k3 lận. Nhưng mà ở này thì Khải chỉ ép lên khoảng 3k1 thôi. Khải muốn ép sinh khí cao cao tại vì mình đánh đường phi tiêu anh em, phi tiêu nên là lượng máu mình rất là thấp. Đó. Em thấy chưa, anh em đi đường phi tiêu á nên anh em phải chú trọng vào lượng máu một tí. Tại vì nếu anh em xuống ngựa này, như hiện tại đây trên ngựa đúng không, xuống ngựa máu Khải 2k6 này, đó 2k6 thì đánh được nha anh em. Nếu mà anh em không tăng sinh khí thì máu anh em tầm 2k thì anh em khó mà đánh được ai nha anh em. Đó, bây giờ chúng ta sẽ thử vài phát cho vui nè. Một phát một chết luôn nè, áp sát anh em. Cái kill này anh em phải cựu công vị tinh anh em áp sát nó mới phát huy hiệu quả được nha anh em. Đó, anh em không? Độc sắc 30, tấn công chiến mạng 39%. Đó, anh em thấy không? Phóng quá mạnh luôn nè, ép sát đánh quá mạnh luôn nha. Đó, không lọt đồng tiền là ra ngoài luôn. Đánh sao mà không lọt đồng tiền là ra ngoài luôn mới gọi là đẳng cấp. Đó, thấy chưa anh em? Là đam của chúng ta nó là cái đồng tiền nó dính hết trong người luôn. Kim đánh hơi lâu. Một phát 10k. Để xem thử 30k máu này Khải đánh mấy phát nha. 1
hai phát, thấy chưa anh em thấy không? Hai phát là 30k máu, cái tụ 30k máu banh luôn. Rồi tiếp tục, 30k máu nha. Một phát. Ui, một phát giật gần chết luôn nha. Căng không? Quá khủng. Đường này mà anh em đánh solo rất là cả. Quá quá chắc luôn nè. Đánh không lọt đồng tiền là ra ngoài nó mới bắn. Ui. Một phát 20k máu rồi anh em thấy không? Đường tiêu này solo, nếu mà solo biết cách đánh hơi bị khủng đó nè. Không có yếu đâu nè. Lúc này 3k1 mà đánh gơ. Nên là mình muốn ép máu rồi anh em. Máu được 2k6 rồi nè. Một phát. Quá mạnh, đi đường tiêu quá mạnh. Nhưng mà nghiệt cái là đi đi bộ dưới đất nè. Nên là nó bị thiệt thòi chỗ đó. Không có ngựa được, không đi không có đánh ngựa được. Ui, một phát 22k. Vãi chưa. Chỗ kia đánh hơi hơi kém. Chỗ kia có 3k. Ui, 6k. 8k. Đó, lên ngựa được 3k1, tại vì có sức tố nè. Kiếm chỗ nào đánh tiếp anh em xem nha. Nói chung là cái con đường môn cựu cung này anh em nên đánh tiếp cận thì nó sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất. Tiếp cận đánh mới mạnh nha anh em. Anh em đứng xa để đỡ khai test cho anh em xem nha. Cái này anh em đứng xa anh em đam nó rất là yếu. À, ví dụ như đứng xa này, quấn không trụ hồi kim đánh chán đời lắm. Đây, cho người hỏi nha. Giờ khai test cho người hỏi cho anh em xem nha. Giờ đứng gần nha. Một phát, đó, 18k. Phát thứ hai nát, được chưa? Cho người hỏi nha. Khai thêm cho người hỏi cho anh em xem. Thấy cũng được, thấy nha. Một phát, 13k. Hai phát, đúng không? Hỏi với thủy hai phát đúng chưa? Giờ bắt đầu khai thêm hỏi với thủy, khai đứng từ xa khai đam cho anh em xem. Đây, đứng từ xa khoảng cách tầm này cũng khá là xa nha. Đánh cho anh em xem nha. Nên Khải mới nói anh em là con này á, đường môn cựu cung anh em phải áp sát đánh mới hiệu quả là chỗ đó. Anh em thấy không? Trời ơi, đánh từ xa rất là yếu. Anh em thấy không? 2k, 3k làm cái gì? Trời ơi, chán đời vãi. Anh em thấy không? Trời ơi, cái này anh được hít được mấy đồng tiền nên là lên mười mấy k anh em. Nhưng đánh từ xa rất là kém. Nên con này là ưu tiên phạm vi tiếp cận đánh cực kỳ mạnh. Đây, tiếp tục cho anh em test anh em đứng từ xa nha. Đó, cái 2k thôi, tiếp tục. 5k, tiếp tục. 5k phải nói chí mạng anh em. 4k2. 4k3. Trời đánh từ xa anh em thấy chán không? Đó. Nên đường môn cựu cung này phi tiêu này anh em phải áp sát tiếp cận đối phương thì nó mạnh được. Đây, tiếp tục hơi họ nè. Anh em thấy chưa? Đánh từ xa rất là yếu. Anh em thấy không? Yếu quá yếu luôn. Quá yếu thấy chưa? À, tiếp cận cái này. Bum. Anh em thấy chưa? Tiếp cận phát 17k máu liền em. Đây, tiếp cận cái này cho coi. Họ kim không nói, họ kim không đánh nổi. Họ này, tiếp cận nha anh em. Tiếp cận nha. Một cái 11k thấy chưa? Đó không chí mạng, chí mạng là 17, 18k, 22k là có hết nha anh em. Chí mạng rất là cao. Đây, ép sát này. Ôi, cái này đứng xa này. Ôi, cái này bị lát à. Tiếp cận này. Ôi, cái chỗ này bị lát rồi. Tiếp cận này. 22k thấy chưa? Một phát 122k này thấy chưa? Ai đánh từ xa nha, cái này đánh từ xa nha. Quá yếu. Quá yếu luôn. Đó. Nên là anh em nào mà có chơi theo đường môn cứu cung, đường môn phi tiêu thì anh em có thể tăng điểm theo như Khả như thế này là lấy lượng máu của mình khoảng hơn 2k5, hơn 2k5 là đẹp nha anh em. Đỡ có thể trụ đam và đánh với người ta. Chứ mà máu tầm 2k Khả nghĩ không trụ nổi đâu anh em. Đó, còn điểm bên này thì anh em cứ mắt chống phái trước. Rồi đến max skill 6x tháng hồ tiêu. Rồi đến 3x đọt hồn tiêu. Rồi đến skin đường môn âm khí.
nó đến skin tích lịch đơ đó, anh em 9x cũng vậy. Ví dụ như anh em tầm 9x thì anh em nên tăng khoảng thần pháp 2.6 thôi, anh em 9x thì anh em tăng thần pháp cũng 2.6 rồi anh em max sinh khí đó, ép sát tiếp tục này 16k hay chưa. Đây là thử nha anh em. Ví dụ như anh em bơ ca, anh em bơ ca, ví dụ đối phương là cái cặp này, đối phương là cái cặp này, anh em di chuyển tới, anh em di chuyển tới áp sát, áp sát sao sao mà gần 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 áp sát đến đối phương, anh em xuống ngựa anh em phóng, thấy chưa, bơ ca vậy thôi. Nhưng mà khó nói thì lý thuyết mà thôi, chứ còn vào giao tranh thì hơi khó nè, tại vì người ta đâu có đứng cho mình đánh đâu nè. Ví dụ như anh em thấy cái đây là đối phương đúng không, anh em đối phương cái cặp hờ hỏ này là đối phương nha. Rồi ví dụ mình ở xa mình chạy tới, chạy vòng vòng vòng, chạy sau chạy biến sát áp sát xuống người áp sát phong đó, phong liền là đối phương chết rồi, mà không có phải đứng im cho mình đấu anh em đó. Ok, bây giờ thì clip của Khải đã cũng tạm dừng tới đây, và đây là hướng dẫn cho anh em cách tăng đường môn cựu cung phi tinh, nói đơn giản đó là đường môn phi tiêu. Và anh em cùng nhìn sơ qua set đồ của Khải, đây là dàn kháng của Khải, chung là server này server đồ xanh anh em đó. Thông pháp 315, nói chung tầm 310 là được rồi, max sinh khí tầm với cấp này. Đây là đồ Khải, đồ Khải thì phòng thủ một món này, dòng một này, đai lưng dòng một và làm chậm này, ngọc bội kháng lôi sinh lực lực cao này, nhẫn này, nhẫn trên này, bao tay làm chậm này, phi tiêu này, rồi nhẫn đôi giày chón 40 đỡ vào giao tranh có chón nữa có thể né được những đòn thiên địa vô cực hơn nè. Khải đang có cho mình là 40 chón và 60 chống độc và 90 thì giảm làm chậm. Đó, ok. Và anh em có thể xem theo và làm theo hướng dẫn như này mà. Và anh em đang xem livestream thì đừng quên, đang xem video này thì đừng quên cho Khải một like, chia sẻ và cũng như đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Khải những video tiếp theo nha anh em ơi. Ok, bye bye anh em, đừng quên nhấn cái chuông để theo dõi những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.